南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。Đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào hai câu kinh Pháp Cú thứ 186 và 187. Hai cái bài kinh này sẽ có cái tên là Xả Ly Tham Đắm. Xả Ly tức là ta bỏ, ta xa lìa những cái tham đắm. Các vị chép hai câu kinh này luôn. Pháp Cú thứ 186. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Câu 187. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Và chúng ta có một cái đại ý là đệ tử của Đức Phật hãy phát triển trí tuệ, xả ly tham đắm dục lạc của nhân gian. Ở đây có vài cái từ mà chúng ta hiểu rộng một chút xíu. Cái câu này hơi khó hiểu nè. Dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Tức là câu này Đức Phật nói là dầu là cái niềm vui lớn lao và bền bỉ như là cái niềm vui của cõi trời, nhưng mà đệ tử Đức Thích Tôn thì chỉ ưa thích là diệt trừ tất cả những cái ham muốn tham đắm để đạt được cái trạng thái an lạc tịch tỉnh của Niết Bàn. Hai câu này nó có nghĩa rộng là như vậy. Và các vị lưu ý là cái chữ dục này nó có những cái tầng nghĩa sâu và cạn. Thông thường ta nghe nói dục thì ta có cái liên tưởng đến dục là một loại sắc dục, nhưng thưa nó rộng hơn nhiều. Tức là cái tham đắm của mắt, cái tham đắm của mũi, tham đắm của tai, tham đắm xúc chạm của thân. Nói chung là những cái tham đắm về năm món dục: sắc, màu, âm thanh, thức ăn, ngủ nghỉ, vân vân, rất là nhiều loại. Và nó có những cái tầng sâu và cạn của nó, chứ không có đơn thuần chỉ sắc dục không. Cho nên ta hiểu chữ dục nó có nghĩa rộng như vậy, nó rộng và nó sâu như vậy. Cái thứ hai, thưa các vị, là chữ ái này nó cũng có nguồn gốc của dục. Nhưng mà ái thì nó vi tế hơn, nó thuộc về cái lĩnh vực và tâm lý hơn. Dục thì nó mang cái đặc tính của vật lý hơn. Nhưng mà ái thì nó nặng hơn, nó mang cái nghĩa của tâm lý. Ví dụ như trong cái lĩnh vực cạn của hình hài, thì hình này là vật lý, cái tư duy, cái vui buồn là tâm lý. Rồi trong cái lĩnh vực của tình cảm, yêu đương, nhân gian, thì cái quan hệ về đời sống vật lý nó là cái rất là cạn. Nhưng mà cái quan hệ sâu sắc nó làm người ta chìm đắm và khổ sở, nó là cái ái bên trong, chứ không phải là cái dục bên ngoài. Cái sự xúc chạm hay là tiếp xúc của những hình hài nó rất là cạn, nó chưa đủ gây cái nỗi niềm đau khổ cho chúng ta. Mà cái vấn đề bên trong đó là vấn đề của ái nhiễm tâm thức mới là vấn đề quan trọng. Và thông thường người ta không khổ vì những cái vật lý, không khổ vì những cái cạn, mà khổ về cái chiều sâu của tâm thức nhiều hơn. Đó là ở cái lĩnh vực chữ nghĩa. Mình phân tích một chút để các vị thấy, mình đi vào từng phần để cho các vị nắm được những cái câu kinh rất là hay như thế này. Trước khi đi vào những cái câu kinh này, cái khởi nhân của những cái câu pháp cú này như thế này. Có một vị tỳ kheo kia, ông bỏ thiền. Và khi thần thức ông nhập vào thiền định rồi thì hình hài ông nó trở thành bất động và tim nó ngừng đập, nó chết lúc nào hay. Và tới chừng ông xả thiền
thì ông tự nhiên thấy mình đang ngồi giữa cung trời, xung quanh là có một đoàn tiên nữ vây quanh, kẻ cầm khăn, người cầm nước, kẻ sửa soạn thức ăn. Vì thần thức của ông rời hình hài và trong cơn định không biết ông vân vua thế nào, ông sinh vào cung trời là thiên đế. Vừa mở mắt ra ông thấy cho tiên nữ vây quanh mình, ông giật mình, ông nhắm mắt lại. Cái nhiều nàng tiên mới lại lai nói: thiên đế à, thiên đế, xin ngài tỉnh dậy, đã tới giờ ngự thiện, tức là tới giờ ăn rồi, xin ngài ngự thiện. Cái ông nói: đi chỗ khác, ta là một tỳ kheo tăng, ta tu phẩm hạnh của Phật, cớ gì các ngươi tới giờ ta vậy? Cái các cô tiên cười ngắt với dạy: ngài, ngài đâu phải tỳ kheo tăng, ngài là một thiên đế mà. Cái ông rất là ủ rũ, ông nhắm nghiền mắt lại, ông rút vô cung trời, đóng cửa lại. Đóng cửa lại là cái phước của ông rất là lớn, là vì trong cái kiếp mà làm tỳ kheo ông tu rất là thanh định, cho nên tuy là ông sinh vào thiên đế nhưng mà ông không bị hôn mê. Ông vẫn còn nhớ như in mình là một tỳ kheo tăng đang tu phạm hạnh giữa rừng Trúc Lâm bên cạnh Đức Thế Tôn mà. Cái ông nhắm mắt là ông niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính xin đức từ bi nhiếp hộ cho con để con hồi phục được cái hình hài của tỳ kheo tăng như ngày xưa. Cái Đức Thế Tôn thương tình phóng qua nhiếp hộ ông, cái ông phục hồi lại cái hình hài cũ. Cái ông ôm y âm bát luyện thuyển về đảnh lễ chân Đức Thế Tôn, nước mắt chảy đầm đìa. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn: xích chút nữa thì con tiêu cuộc đời rồi. Mai là cái ý niệm tu hành con còn giữ được, mà ngoài con có một cái niệm đam mê về dục lạc của cõi trời, thì chắc là con không có về gặp được Đức Phật, con không thể đi chọn được cái con đường tu của con rồi. Và Đức Phật thuyết ra cái câu kinh Pháp Cú sau, tức là đệ tử của bậc chánh giác thì không có tìm cầu dục lạc, dầu đó là cái dục lạc của cõi trời, nhưng mà ngài cũng khước từ, ngài chỉ ưa cái tịch tỉnh của Niết Bàn thôi. Dĩ nhiên cái câu kệ Pháp Cú này thì phần lớn là nói đến những người tu, tuy nhiên chúng ta vận dụng ra đây để các vị gieo cái hạt giống ly ái ly dục, biết đâu rồi kiếp này mình không làm thì tu được, kiếp sau sinh ra cái mình làm người tu sớm, phải không? Kiếp này các vị đều cảm thấy là mình bị ràng buộc quá trình. Các ông thì nghĩ rằng bị mấy bà ràng buộc, mấy bà thì lại nghĩ ngược lại, mấy ông ràng buộc, thế thì ai ràng buộc ai? Cả hai đều có lỗi cả, phải không? Cho nên mình hứa với lòng rằng cái kiếp sau sinh ra đời tạo ngộ minh sư, tức là gặp thầy để sớm. Ấu niên xuất gia đồng tranh nhập đạo, tuổi trẻ mình xuất gia để mình làm hòa thượng quay hơn là người đời. Đó là cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú này tôi chia sẻ. Và các vị nghĩ một điều thế này: ví như mà mình liều sống liều chết, mình vượt biên, mình qua đến vùng đất này, đánh đổi cả một cái sự sống chết của mình, qua đến đây cái người ta trao cho mình một cái phần thưởng, đó là một cái củ cà rốt, các vị chịu nổi không? Đâu có xứng đáng với cái công mình đầu tư, phải không ạ? Từ cái tư duy này mình hình dung là có hai võ sĩ đang lên đài đấu với nhau, và họ liều sống liều chết, máu mũi đổ đầm đìa, nhưng mà tới chừng thắng cuộc rồi thì anh võ sĩ kia được cái ông chánh chủ khảo, ông bưng xuống ông cho một cái rổ khoai tây, chịu nổi không? Đâu có ai ưa, phao phải là cái cúp vàng tượng trưng cho cái danh dự của người đã liều sống liều chết nhé. Cũng như thế ta hãy hình dung cái vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn đây, ông thiền tọa, ông công phu là để thành đạt được cái an lạc giải thoát của tự tâm, chứ đâu phải là để được sinh lên cõi trời. Cho nên sinh lên cõi trời, vừa mở mắt ra thấy chư thiên quay quanh về, người bưng nước, người bưng khăn, người sửa soạn nấm bóp, là ông nhắm mắt lại, ông nghĩ là chắc mình viêm bao. Và dĩ nhiên là với con mắt của mình thì mình nghĩ là có quả mà ngu mới làm chuyện đó. Làm gì mà được ngôi thiên đế nè, được người hầu hạ nè, mọi cái điều kiện tiện ích, thế mà lại khước từ, là chỉ muốn làm một cái ông thầy tu ôm bát đi xin lững thững vậy, có phải là khờ lắm không? Nhưng mà thưa đại chúng là mình nhìn xa hơn,
mình dùng cái con mắt tuệ của Đức Phật mà nhìn về cuộc sống thì các vị cảm nghiệm một điều thế này. Thưa, không có một cái niềm vui nào bền trong cuộc đời cả. Cái gì nó cũng đến và nó đi, nó chóng vánh và nó rất là phù du. Rồi, cách thứ hai nữa là thưa, không hề có một cái niềm vui nào trọn vẹn cả. Cái gì nó cũng có bên sau, nó là nỗi khổ, nỗi đắng cay. Niềm vui thì ít mà nước mắt thì nhiều. Rõ ràng là mình đi vào nhân thế cho tới tuổi chừng này rồi, các vị đều cảm nghiệm. Cảm nghiệm giống như tôi nói vậy thôi. Dĩ nhiên là người tu thì không có đi vào con đường như các vị, mà cũng nếm những cái trần tục khổ đau cuộc đời. Mình sinh ra là mang rất là nhiều cái áp lực của xã hội, của hoàn cảnh, của đời sống, nó đè lên tự thân mình rồi. Cho nên mình chiêm nghiệm kỹ thì thưa các vị là niềm vui trong cuộc sống thì ít mà nỗi khổ rất là nhiều. Mà tất cả cái điều này nó phát sinh từ đâu? Từ đâu? Từ cái lòng tham ái của chúng ta, cho nên nó có mặt bao nhiêu nỗi khổ. Do vậy đối với người tu là những người ly dục, sống đời sống phạm hạnh thì ta hãy để riêng, chuyện đó khoan nói. Nhưng mà đối với người đời như chúng ta còn sống trong cuộc đời này, thưa các vị, cái nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu tiêu phí và cái tiện nghi đời sống ta không thể khước từ. Ta bắt buộc phải đi vào xã hội, ta bắt buộc phải đổ mồ hôi để nuôi mình và trách nhiệm với bao người. Nhưng mà cái quan trọng đây là thưa đại chúng, là ta nên biết một điều thế này. Ta biết dừng lại khi thấy mình đã đủ, đó là một. Biết hưởng thụ cái điều kiện của mình đang có là hai. Và khi mình biết dừng lại, mình biết hưởng thụ cái điều kiện mình đang có thì thưa các vị là mình đỡ nhọc nhằn vất vả rất là nhiều. Bằng không thì mình cứ lao tới và cả một đời. Có khi tới 70, 80 rồi các vị vẫn cảm thấy cuộc đời, vẫn cảm thấy cuộc đời chưa có gì yên bình và hạnh phúc cả. Cái xã hội nào thì không biết, nhưng mà xã hội Mỹ này ta nhìn thấy kỹ thì cái khả năng khuyến khích tiêu thụ nó rất là mạnh. Các vị mà không ưa mua mà nó quảng cáo riết, các vị mới mua thôi à. Ở phía sau nó đẩy ta đi tới, phía trước nó dùng cần câu nó móc chúng ta lôi đi. Và rõ ràng là ta vắt mồ hôi để làm ra đồng tiền, rồi ta làm cái gì tiếp theo? Tiêu tiền cho hết, rồi ta vắt mồ hôi để làm tiền tiếp. Và sức khỏe của mình cạn dần theo với từng tháng ngày. Chỉ có người thật nghèo mới sung sướng, người thật giàu mới sung sướng. Còn trung lưu như chúng ta, thưa các vị, là ta làm bao nhiêu tiền thuế nó ăn rất là nhiều. Và chính phủ rất là thông minh, họ khuyến khích cái khả năng tiêu thụ của mình. Hãy xài xe mới, hãy xài đồ mới, tất cả những cái cũ hãy bỏ đi. Có thế thì xã hội mới tiến bộ. Dĩ nhiên là nhìn cái mặt xã hội thì ta thấy cái điều này nó giúp xã hội phát triển. Nhưng mà ta hãy nhìn cái mặt cạn hơn là hình hài mình có mặt trong cuộc đời này bao nhiêu lâu? 50 năm, 70 năm là cùng, phải không? Mà mình vắt mồ hôi để mình làm, để mình tìm cái hương vị ngọt ngào của cuộc đời bằng cách là làm thiệt nhiều để xài tiền. Mà cái nguyên tắc á, là ta càng xài bao nhiêu, càng hướng ngoại bao nhiêu thì cuộc đời bên trong càng nghèo bao nhiêu, càng thấy cô đơn bao nhiêu. Các vị thử làm một cái kinh nghiệm là các vị đến lễ hội nè, đến đám cưới nè, chơi với bạn bè nè, rồi sau đó rời cái bữa tiệc linh đình kia về nhà, các vị thấy nó trống trải, nó buồn chán, nó cô đơn. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình càng chạy ra ngoài bao nhiêu thì mình càng đánh mất mình bao nhiêu, sức khỏe mình càng tuột xuống bao nhiêu. Cho nên cái điều thông minh làm đệ tử Đức Phật là ta biết dừng lại trong cái đời sống mình đã có, đó là một. Ta biết hài lòng với cái điều kiện hạnh phúc mình đang có là hai. Và giỏi hơn nữa thì ta biết chia sẻ cái đời sống vật chất của mình đối với những người khốn khó hơn là ba. Thế thì thưa đại chúng, là mình tạo cho mình ngay trong hiện đời cái phước thủ lậu rất là lớn, và mình cũng tạo được cái niềm vui cho tâm thức mình rất là lớn. Tôi có biết có những Phật tử họ có trong tủ họ thì 300 đôi giày. Không biết ở đây có bị có không? Có những đôi giày mới chưa từng mang,
Rồi tôi cũng biết là có những Phật tử chừng 300-400 bộ quần áo rất là đẹp để đi dạ hội và để đi chơi. Và tôi nghĩ là có những bộ quần áo họ chưa từng cắt cái nhãn hiệu bỏ nữa, tại vì họ mua về họ bán nó chơi thế thôi. Cái hàng quảng cáo nó quảng cáo rẻ, cứ là qua một cái mùa đông, qua một cái mùa hạ thì tất cả những hàng quá kia nó lỗi thời, cho nên người ta bán và hạ giá 50%. Có hạ giá tới chuyện đó không hả? Chắc có chứ hả? Có hạ giá tới 75% không? Cái mình thấy ôi lời quá chừng, cái này 100 đồng bây giờ chỉ còn 25 đồng, tức là mình lời được 75 đồng. Thưa, đâu có lời chi đâu. Tại vì cái vật sở hữu này mình không có dùng, chắc chắn là như thế. Mình mua về cho nó đặt nhà thôi, và mình mất 25 đồng, chứ nào có lời 75 đâu. Bán mới lời, còn này mình mua, tức là bỏ tiền ra mua, làm gì có chuyện lời. Cái thứ hai nữa, thưa đại chúng, là nhà của mình càng ngày càng chật, rồi nó không còn là cái nhà nữa, là cái kho luôn. Cái lỗ thứ hai. Cái thứ ba nữa là đồ mới mua, cho nên mình cũng không có gan mình cho ai nữa, là nó thêm cái lỗ lã, là tâm của mình nó xin keo kiệt, quý tiếc của cái. Cho thì không dám cho, mặc thì làm sao mặc cho hết. Có khi cả một đời mình đã 60-70 rồi mà làm sao mặc được những cái đồ mình đã từng mua lúc 30 tuổi, phải không ạ? À? Mỗi một cái tuổi nó có những cái quần áo khác nhau, nó có những cái trang phục khác nhau chứ. Thế mà ta cứ mua ta chọc đóng vậy, này dài này áo. Và thưa đại chúng, đó là cái vụng về của mình. Và rõ ràng là mỗi một lần mua là mỗi một lần gì, mình đừng nghĩ là nó hàng sale 75% mà không, trong nó không có thế. Có chứ, mình làm ra tiền mình đã đóng thuế, đi mua đồ trong đồ lại có thuế. Và những cái đồng tiền lẻ lẻ, các vị đi ra khỏi chợ, các vị thấy hai bên nào kẹo nào bánh 99 cent thôi, để làm gì? Móc sạch tiền nhỏ tiền lớn trong túi các vị bỏ ra hết, phải không ạ? À? Và cái thương tâm nhất là cuộc đời mình cứ tính là mình làm ra tiền, mình tiêu tiền, thì cuối cùng mình bước vô hòm, mình nghĩ giá trị của một đời sống 70 năm là tiền ấy thôi sao? Chỉ ăn chỉ tiêu, làm ăn tiêu, làm ăn tiêu. Thế à? Thế thì rất là tội cho một sinh linh có mặt trên cuộc đời. Cái hình hài này qua ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được. Ấy thế mà mình vung vãi nó, mình phung phí nó một đời rất là tội nghiệp. Rõ ràng là ta hãy biết dừng lại trong cái điều kiện vật chất mình đang có, để thấy là chừng này đã đủ. Nói như thế không có nghĩa là mình khước từ hết vật chất, không có nghĩa như thế. Nghĩa là mình có điều kiện phát triển thêm nữa thì mình cứ phát triển, nhưng mà nhiều không khỏi lòng tham, ít không khỏi tâm buồn. Như vậy thì mình ngồi trên vật chất, mình là chủ của vật chất. Bằng không thì vật chất, tiền của nó là chủ của mình, phải không? Cái khéo và cái thông minh của chúng ta hạnh phúc hay không trong cái điều kiện vật chất đang có, đó là: một, ta là ông chủ của nó; hai, ta là tôi tớ của nó. Chỉ hai cách thôi. Nếu anh là ông chủ của đồng tiền, thế thì đồng tiền nó nghe lời anh, và anh không có vì đồng tiền mà anh khổ sở, mất ăn mất ngủ, đầu tư toàn bộ năng lực sức khỏe của mình, suy kiệt để làm ra tiền. Nếu anh là tôi tớ của nó thì thưa các vị, là cả một đời mình chạy theo nó, mình khổ vì nó, mình bất an, mình mất ngủ vì nó. Và cái tội vã nhất là đối với đồng tiền mà ta làm nô lệ cho nó thì ta rất là bần tiện. Ta không dám thương người, ta không dám cho bất cứ một ai, ta không dám giúp đỡ ai cả, chỉ lo cho chính mình. Mà lo với cái điều kiện thưa các vị, mua 200-300 đôi giày để lo cho mình ư? Mình mang làm chi mà dữ vậy? Ví dụ như thế. Và chúng ta biết là trên thế giới này, người Mỹ tôi không biết thế nào, tôi chưa có gần gũi, nhưng mà cộng đồng người Việt thì rất là nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy. Mua 200 đôi giày gì để sắp đóng để chơi, nhưng mà cái đôi giày mình ưng ý thì mang cho tới rách, mấy đôi kia đừng hòng thọt chân vào, phí vô cùng. Bán thì bán không được, phải không ạ? À?
cho thì tặng tiếp nữa. Cho nên đó là cái điều đầu tiên tôi lưu ý các vị nhớ là ta hãy là chủ của sở hữu vật chất của chính mình, mà đừng là cái kẻ tôi tớ cho sở hữu vật chất, cho đồng tiền của ta có. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ, nên các vị có thể quy chiếu lại thân. Các vị hãy dùng tuệ giác của Đức Phật nhìn về cuộc sống mình, rồi thông minh một chút để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc hơn. Tôi đố các vị ở trên đời này có ai không ham tiền không? Chắc không ai không ham tiền, phải không? Nói một cách thành thật thì chúng ta đều là những người biết giá trị của đồng tiền. Đồng tiền nó có cái năng lực rất là kỳ diệu. Nó có thể làm được trăm điều phước thiện. Nó giúp được biết bao người vượt khỏi cái nghèo khó, cái túng đói. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của đồng tiền, thưa các vị, là nó cũng làm cho lòng mình rất là hẹp hòi, rất là bủn xỉn và trở thành bằng điện. Cho nên hai con đường, thưa, hai cái cấp độ hạnh phúc và bất hạnh nó cùng có mặt trong những đồng bạc kia. Cho nên tiền ta cho phép mình tham, nhưng mà ta cũng biết cái giá trị của đồng tiền nó tùy cái tâm thức, tùy cái quan điểm của ta về đời sống mà ta sử dụng nó. Sử dụng nó đúng, sử dụng nó hợp lý thì thưa, có những đồng tiền quý vô cùng. Nhưng mà nếu mình không khéo sử dụng, không dùng cái quán chiếu của người công Phật để tu tập, thì thưa các vị, mình chỉ biết sử dụng cái đồng tiền cho chính bản thân mình, cho cái tiêu phí rất là vô duyên của hình hài này. Thế thì cái đồng tiền kia, cái giá trị nó rất là thấp. Bằng rằng làm ra đồng tiền là mồ hôi nước mắt, và mình nói đi rồi mình nói lại. Ví dụ như các vị đầu tư cái thì giờ của các vị cả một ngày cho công an việc làm rất là cực nhọc, và nếu các vị không mua, không sắm, không chi tiêu thì quả là điều không hợp lý, phải không? Cái công sức của mình đầu tư vào thì tốt nhiều là mình phải sử dụng nó theo cái sở thích của mình, và cái sở thích của mình là thích cái đó. Mà có người nào đó dùng cái luân lý đạo đức bảo là cái điều thích đó là không hợp lý thì chắc là không ai bằng lòng rồi. Cho nên cái điều mình khuyên ở đây không phải là vận dụng cái luân lý đạo đức gì để khuyên, mà vận dụng cái tuệ giác của Đức Phật để tặng cho các vị, để các vị biết rằng tùy cái tuệ giác của mình có thể sử dụng cái đồng tiền của công sức mình kiếm được đó, đầu tư nó vào những lĩnh vực nó sẽ có lời về cái điều kiện hạnh phúc cho chính mình nhiều hơn bằng không thông minh. Thì cũng ngần ấy đồng tiền mà mình đầu tư vào cái nẻo nó lỗ lã, nó thiệt thòi cho hạnh phúc của chính mình, và nó thiệt thòi cho nhiều kiếp trong tương lai nữa. Có những cái con đường mà đồng tiền mình cố giữ không có được, nó đi một cách nhẹ nhàng, nó đi không cần chào. Và có những cái con đường mà mình không cần giữ, mình buông ra và đồng tiền nó lại trở lại một cách rất là dễ dàng, không có nhọc sức gì cả. Cho nên ta hãy biết là có những cái cách mà người tu chúng ta có thể đầu tư để làm cho cái phước hữu lậu mình càng ngày càng lớn, và cũng có cách mình làm cho cái phước hữu lậu mình đang có càng ngày càng bị bào mòn và vụt khỏi tầm tay, tùy theo cái tâm của mình có mở ra hay không. Đó là điều thứ hai tôi nhắc để cho các vị lưu ý. Bây giờ mình đi vào từng câu kinh để cho các vị nắm nha. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có nói một câu rất là hay. Đức Phật nói là tri túc chi nhân tuy ngoạ địa thượng du nhi an lạc, bất tri túc chi nhân tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý. Tức là cái người khi biết đủ rồi thì nằm trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui và hạnh phúc, mà người còn đam mê, còn rong ruổi, còn tìm cầu, còn tham muốn thì cho dù đặt họ lên thiên đường, tưởng áo thì có áo, tưởng cơm có cơm, nhưng mà họ vẫn không vừa ý. Cho nên cái chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc, giàu hay nghèo, nó không phải được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất, có phải không?
mà được đánh giá bằng cái gì? Bằng cái lòng biết đủ của ta. Ta thấy được chừng này tốt, được thêm cũng tốt, và nếu bớt chút cũng tốt. Nghĩa là ta biết bằng lòng với điều kiện đang có của mình thì thưa đại chúng là ta giàu. Ta không bằng lòng với điều kiện mình đang có thì ta là người nghèo thế thôi. Có thể là tên ăn mày là người giàu, có thể là ông vua kia là người nghèo. Không phải giàu và nghèo được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất bên ngoài ta có, mà giàu hay nghèo được đánh giá bằng đời sống bên trong tâm thức của ta. Tôi nhớ có một lần tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện của một vị đạo nhân đến xin với nhà vua các cái trường học á. Vị đạo nhân kia thì không đòi nào xin cái gì của bất cứ ai, nhưng mà dân chúng nó thưa ngài, ngài là một bậc tu hành, ngài không cần bất cứ cái gì, nhưng mà xin ngài thương dân chúng dùng này đang thiếu cái trường học. Ngài tới ngài xin với vị hoàng đế kia cấp cho làm một cái trường. Ông thầy tu kia nói, ồ, ta nghĩ điều này hợp lý, cho nên đến đợi nhà vua đang làm lễ trước thần linh. Thì ông đứng khoanh tay bên ông nghe. Nhà vua khấn thần linh nói, giá ngài xin thần linh thương cho viên cương con mở rộng, xin thần linh thương con cho kho lẫm con đầy, xin thần linh thương con cho quân đội con hùng mạnh, thần linh thương con cho vợ con sinh ra nhiều thái tử, nhiều hoàng nam. Và ông xin một dọc dài bất tận, không biết xin tới bao nhiêu nữa. Cái vị đạo nhân kia quay lưng đi. Ông vua ông rất là ngỡ ngàng, ông giật mình. Ông mới vội vàng, ông lễ ba lễ, ông chạy, ông nắm cái vị đạo nhân kia, ông nói, nè, tôi nghĩ là ông có một cái việc rất là cần đối với tôi, thế mà tại sao ông đợi sắp xong lễ của tôi rồi ông lại bỏ đi là sao? Vị đạo nhân nói, tôi ban đầu tôi nghĩ ông là ông vua, tôi định tới xin ông cho một ít tiền để xây dựng cái trường, nhưng mà tới đây rồi tôi thấy ông là ăn mày chứ không phải vua. Tại sao ông nói vậy? Tôi là hoàng đế vua của một nước mà, nên nếu ông là vua một nước á, thì ông ban tặng cho ông không phải xin, mà ông xin đủ thứ, ông xin còn tệ hại hơn cái tên ăn mày. Tên ăn mày thì hắn xin một chút tiền, một chút bánh đủ sống qua ngày, hắn đâu có xin nhau. Ông còn bằng tiện hơn tên ăn mày, cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết là không bao giờ nên xin ông làm gì cả, tôi đi thế thôi. Thưa đại chúng, cái câu chuyện này nó nói cho chúng ta biết một điều là các vị nên hiểu cho, dầu cho trời có mưa tiền vàng rớt trên mặt đất, nhưng mà với người còn tham thì thưa các vị vẫn chưa đủ, phải không ạ? Và chúng ta còn có biết một cái câu chuyện con gà để trứng vàng đó. Cứ anh nông dân kia nuôi một con gà, mỗi sáng anh ra lượm cái trứng vàng. Dĩ nhiên là cái trứng nó không có đủ lớn, anh bán một cái trứng vàng anh sống được rất lâu. Và cái ông nhà giàu kia ông phát giác là cái tên nhà nghèo kiết xác kia tự nhiên sao nó khấm khá ra, cho nên hỏi thăm. Thì tên nông dân rất thật thà khai thiệt, nó dạy con gà tôi cứ mỗi bữa nó đẻ ra cái trứng vàng. Ông nhà giàu nói, thôi bây giờ tôi có một cái cuộc đối tác cho anh thế này, bây giờ anh bán cái con gà đó bao nhiêu cũng được hết, giờ tôi xin mua con gà thôi chứ tôi không mua trứng nữa. Anh nói, cái con gà này nó nuôi tôi bao năm rồi, tôi bán cho ông tôi làm sao sống? Nó không sao, anh cứ tính ra là con gà này nếu cuối cuộc đời anh bao chục năm mà nó có khả năng nó đẻ ra trứng vàng để anh bán chừng đó chừng kia thì tôi sẽ mua với cái giá như vậy. Thì ông nhà giàu ông đem trâu đem ruộng đem cửa đem nhà ông đổi mua con gà. Tự nhiên cái tên nông dân chân chắc kia trở thành người nhà giàu. Còn cái ông nhà giàu thì ông nghĩ rằng cái con gà này cái tên nông dân kia nhiều lắm, nó cho ăn ba hạt lúa thôi mà đẻ ra mỗi bữa một cái trứng vàng, mình cho ăn thức ăn quý hơn, cho ăn thức ăn ngon hơn, ăn nhiều lành hơn, chắc hẳn là nó đẻ một ngày 10 cái trứng sẽ lời biết bao nhiêu. Thế là ông đem về ông nuôi con gà bằng cái thức ăn của ông muốn, và dĩ nhiên là nó cũng đẻ một ngày rất nhiều trứng mà không phải trứng vàng nữa, cái trứng gà bình thường thôi. Khi nó ăn no đủ thì nó đâu còn cái khả năng để sinh ra những cái trứng vàng. Và cuối cùng thì cái anh nhà nghèo chân chắc kia là trở thành giàu, còn anh nhà giàu kia trở thành một cái ông nghèo kiết xác ôm được con gà, và con gà đẻ trứng thường nghĩa luộc ăn thôi. Thưa các vị, là câu chuyện nó nói cho chúng ta biết là khi cái tham muốn mình mà có mặt
thì cho dù ta lão nhà giàu, ta cũng có gan bán hết gia tài để mua con gà về để trứng hết chứ, các bạn không? Và điều này nó không phải là cái ông kia không, mà tự thân ta đều có cái chất, có cái máu như vậy, có cái máu tham như vậy. Và thưa, khi máu tham còn trong tâm ta thì cho dù các vị đi bất cứ một cái phương trời nào, các vị vẫn là người nghèo, vẫn là người bất hạnh, không hạnh phúc được. Cho nên ta dừng lại trong điều kiện ta có, đó là cái điều cần thiết nhất để mình làm cho đời sống mình giàu có. Cái điều thứ hai mình xin chia sẻ thêm là có những cái giàu có mà người ta thấy, mà người ta giận được, ta ghét được. Nhưng có những cái giàu có mà họ không thấy, họ không giận với mình được, mà không ai ganh tị với mình được, là cái giàu có gì ạ? Giàu có tinh thần, giàu có tâm hồn, giàu có cái sâu sắc bên trong, phải không ạ? Cái này thưa nó là của kho vô tận, xài hoài không hết. Ví dụ như các vị là người có tấm lòng yêu thương rộng lượng, thưa các vị có thể xài cả đời và xài cho nhiều người, càng xài càng giàu mà không bao giờ vơi. Của tiền thì vơi, nhưng mà lòng thương mình càng cho ra thì càng đầy càng lớn, chưa bao giờ vơi. Chúng ta có biết một điều, mình chia sẻ điều này để các vị thấy từng cái mức độ giàu. Cái ban đầu là giàu vật chất là cái rất là phù du, nó không mang lại hạnh phúc. Cái thứ hai thưa các vị là cái giàu gần gũi chưa phải thâm sâu lắm, nó là giàu về đời sống tâm hồn, về đời sống văn hóa của người Việt. Ví dụ như cái cộng đồng người Việt chúng ta đầu tiên đặt chân lên đất nước này, mình phấn đấu vô vàn rất cực để có tiền này. Và trong cái quá trình mình làm để có tiền, có cửa nhà, có sự nghiệp và hội nhập vào xã hội, thì cái điều kiện chăm sóc con cái của mình nó rất là ít oi. Cho nên con mình nó đi vào cái môi trường xã hội Mỹ, nó trở thành người Mỹ, phải không? Có khi chúng ta không có điều kiện mà chăm sóc nó, cho nên nó về nó nói tiếng Mỹ, mình phải cố gắng nghe, mình không có bắt nó là phải nói tiếng Việt. Thưa, có khi mình nghĩ là ở đất nước này rồi, mình không cần cái ngôn ngữ Việt ngày xưa, không cần cái văn hóa Việt ngày xưa, cho nên mình không có cái yêu cầu dạy con em nó thấm nhuần, nó nếm cái hương vị của Việt Nam. Mà cái điều này thất bại là thành công? Thưa, thất bại. Lớn rồi mình mới thấy thất bại. Ví dụ như bây giờ đến cái tuổi các vị đã lớn mà con các vị nó học hành tới nơi tới chốn, nó có công ăn việc làm, nó tiếp xúc với xã hội Mỹ rồi nó về, mình mới thấy thất bại. Thế còn hồi nhỏ thì mình thấy nó đi vào môi trường xã hội Mỹ, nó thành công, nó học hành tới nơi, nó hội nhập được trong trường lớp, nó như người Mỹ, mình thấy là thành công nhé. Nhưng mà bây giờ thì mới thấy ra là thất bại. Thất bại gì ạ? Ví dụ thế này, ví dụ như ở cái cấp bình thường thì nó khác, nhưng mà khi con mình nó leo tới cái đỉnh của công danh xã hội Mỹ, nó đi họp đi hành, nó tiếp xúc với nhiều sắc dân chứ đâu phải một sắc dân Việt, nó tiếp xúc Do Thái, tiếp xúc người Trung Hoa, tiếp xúc vân vân. Và khi bạn bè nó nói chuyện với nhau, nó tự hào đơn giản là cái văn hóa của nó về thức ăn thôi. Dân Mỹ tao có một loại thức ăn rất là ngon, rất là đặc sản của Mỹ, là thứ này thứ này thứ này. Cái anh Nhật đã nói là thức ăn của tao là sushi là ngon nhất. Mỗi một dân tộc nó có những cái văn hóa đặc thù về thức ăn. Mình nói cái mảng nhỏ thôi nha. Con mình nó tiếp xúc với sắc dân này, sắc dân này, sắc dân này. Và khi hỏi tới nó, hỏi tới Việt Nam có cái món gì ngon, nó nói tao đâu biết, tao chỉ thấy hamburger là ngon thôi. Thế thì sao ạ? Trật mất tiêu rồi. Và ta chắc chắn một điều là con em mình nó sẽ bị những người bạn nó chỉ vào mặt, con thường, nó không có trọng thị. Cái xã hội này mà ta càng leo lên đỉnh cao thì người ta càng trọng thị cái tính cách đặc thù của từng dân tộc. Ở đây là người Trung Quốc, nó tôn trọng từng cái sắc thái đặc thù của dân tộc, chứ không có bắt buộc chúng ta phải hội nhập, phải luộc chung một nồi như người Mỹ. Và nếu mà con em mình mà nó có một cái chút tự ái, là bản thân nó là người Việt mà tại sao nó lại
không biết cái quê hương Việt Nam, nó không biết cái vùng đói nghèo là sao, chiến tranh Việt Nam là sao, nước mắm Việt Nam là sao, ví dụ như thế. Cái tiếng ầu ơ của người mẹ Việt Nam là sao, thì nó làm sao có đủ cái trình độ để nó có thể nói cho những người bạn nó biết là tao rất tự hào về quê hương tao, cái niềm hạnh phúc của tao rất là lớn, mẹ ta đã từng sinh ta, đã từng hát những câu hò như vậy, đã từng cho ăn những thức ăn Việt Nam như vậy. Thưa, đời sống nó đâu có đủ giàu có để nó tự hào với bạn bè, và nó rất là mặc cảm. Và tới chuyện nó về nhà thì nó trách ai à? Nó có trách trời trách đất gì đâu, nó trách bố trách mẹ chứ. Tại sao bố mẹ không dạy cho con biết cái tiếng Việt ngày xưa, không nói cho con biết những cái điều quê hương để con có thể tự hào, con ngẩng đầu, con kiêu ngạo đối với những bạn bè của con chứ. Và thưa các vị là nó không thể trở thành người Mỹ được, chắc chắn là như thế. Cái dân da vàng của chúng ta ở đây, dù thế hệ thứ 3, thứ 4 gì thì trong lý lịch vẫn ghi rõ ràng là dân da vàng đến đây lập nghiệp, chứ không thể là người chính gốc ở đây đâu. Cái khả năng kỳ thị nó không có ghê gớm lắm đối với cái thế hệ con cháu chúng ta, nhưng mà vẫn có một khoảng cách đàng hoàng. Và đời nào cũng thế, dù cho 10 đời về sau con ta vẫn là người da vàng, chứ không thể là người Mỹ được. Nếu nó là người da vàng, nó tự hào về bản sắc văn hóa của nó, cái truyền thống tâm linh của nó, cái ăn, cái mặc, cái phong cách của nó. Thưa các vị là rõ ràng là nó có hai chiếc rễ cùng một lúc, nó sống với người Mỹ được, nó trở thành nhiều người Việt, nó về đất Việt Nam, nó thấy đó là con cá, về sông bơi lội rất thoải mái. Còn nếu mà mình không có tạo được điều này cho con em mình, thưa các vị, thì nó sẽ ngỡ ngàng vô cùng, nó không thể sống với người Việt. Và nó cũng ngỡ ngàng vô cùng, không thể sống được với người Mỹ. Nó không phải là Mỹ. Dù nó cố gắng hội nhập vào xã hội Mỹ, nó cũng không thể được chấp nhận là người Mỹ. Và nó trở về Việt Nam thì nó thấy nó cũng không thể chấp nhận đất nước này. Nó khinh thị quê hương nghèo đói. Thưa các vị, rõ ràng là trong quá khứ, do cái điều kiện mới nhập cư nơi vùng đất này, ta đầu tư công sức bạc tiền để có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có cái điều kiện vật chất. Nhưng mà đến giai đoạn này, đã đến lúc mình phải làm một việc. Việc gì vậy? Phải trao tặng cái văn hóa Việt để cho con em chúng ta nó có cái niềm tự hào, để cho nó có thể sống trên đất nước này, nó ngẩng cao đầu, nó không biết sợ ai, nó không thấy mặc cảm đối với bất cứ một cái dân tộc nào cùng chung sống trên vùng đất này cả. Và thưa, điều này rất là thực tiễn, không phải là tôi cố tình nói điều này để cho các vị quan tâm đến cái vấn đề giáo dục gia đình đâu, mà đây là vấn đề rất là thực, nó có mặt trong cái cộng đồng người Việt chúng ta. Cho nên đã đến lúc ta nhìn lại vấn đề là cái quan trọng của người không phải là cái giàu có của cải vật chất mà đủ, mà nó còn đòi hỏi cái vấn đề quan trọng là giàu có đời sống bên trong. Mà trong cái giàu có đời sống bên trong, cái điều gần của chúng ta nhất là giàu có về văn hóa Việt Nam, truyền thống Việt Nam. Mà trong cái văn hóa rộng như thế này thì thưa, nhiều nhiều cái điều để chúng ta dạy, chúng ta cung cấp, chúng ta nuôi dưỡng con em mình lắm. Và có khi mình ở trên đất nước này, mình đuổi theo tiền, mình chạy theo vật chất, mình quên mất một điều là có những điều rất là quan trọng hơn cả tiền bạc nữa. Đó là mình trao cho con em mình cái thế hệ đi sau cái điều kiện, cái tự hào về văn hóa Việt, cái gốc gác của người Việt. Điều này rất là rõ ràng, các vị không thể chối từ điều này được. Các vị thả con em mình vào xã hội Mỹ, chắc chắn là con em mình nó sẽ bất hạnh vô cùng khi nó bị mất gốc người Việt. Rõ ràng là như vậy. Cách nay 2 tuần, cái bữa pháp thoại ở quận Cam, tôi có chia sẻ với cái cộng đồng thính chúng ở đó. Không biết ở đây bữa đó quý vị có ai đi không, tôi không biết. Dạ, Đức Trời tổ chức. Thì tôi có chia ra những cái cấp độ là hạnh phúc của đời sống vật chất, hạnh phúc của đời sống tình cảm và hạnh phúc của đời sống tâm linh.
hạnh phúc của đời sống tâm linh, tức là hạnh phúc của sự tu tập. Chúng ta có một cái quan niệm là sự tu tập hay là cái đời sống tâm linh nó dành cho một số người. Thứ nhất là thất bại trong cuộc đời, không có vươn được lên đỉnh xã hội, cho nên lò mò tới chùa tu. Thứ hai là những người già sức khỏe suy yếu thật chết, cho nên tới chùa tu. Còn những người trẻ năng lực đang hùng hổ và trí tuệ đang rạng rào thì đó là những người đang hăng hái trên con đường phấn đấu để thành đạt lợi danh vật chất. Chứ cái chuyện tu không phải chuyện dành cho những người trẻ và trí tuệ và tài năng. Thưa, cái nhìn nó rất là sai. Và tôi chia sẻ hôm ấy tôi nói là cái chiều hướng tâm linh, tức là hạnh phúc của đời sống tâm linh, hay nói cụ thể hơn là hạnh phúc trong cái sự thực tập tu hành, nó là cái nền tảng để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc tình cảm. Nó cũng là cái nền tảng để nuôi dưỡng hạnh phúc của đời sống vật chất. Ví dụ như đời sống tâm linh của mình tốt, mình là người đệ tử Phật, mình thực tập giỏi, mình thấm nhuần giáo lý đạo Phật, thì thưa các vị là các vị sẽ rất là an lạc trong cái điều kiện vật chất mình đang có. Nghĩa là nó có chuyện này thì mình an lạc chuyện này, nó giàu hơn chuyện này thì mình an lạc cái điều kiện giàu hơn. Và nếu vật chất mình nó vừa đủ thì mình sống đời sống của mình, mình có thể giúp được người xung quanh rất ít. Nhưng mà nếu ta là người giàu, triệu phú hoặc tỷ phú thì ta có điều kiện, có phương tiện rất là rộng trong tay để ta có thể làm những công trình phúc lợi lớn cho xã hội, không sao cả. Và nếu mà đời sống tâm linh mình được nuôi dưỡng tốt thì thưa các vị là đời sống tình cảm mình cũng rất là hạnh phúc. Nghĩa là cái căn bản hạnh phúc của đời người nó được xây dựng bằng cái nền của đời sống tâm linh. Cái căn bản hạnh phúc của vật chất, của tình cảm, nó được đặt trên cái nền của chiều hướng tâm linh. Nếu mà cuộc đời mình tu tốt, thực tập giỏi và mình học Phật tới nơi tới chốn, thưa các vị là liệm mình bất cứ đâu mình cũng hạnh phúc cả. Mình leo tới cái đỉnh của công danh mình hạnh phúc, mình bị người ta rút thang, mình té ngồi xuống đất mình cũng mỉm cười hạnh phúc được. Đó là tôi nói đến cái quan trọng của đời sống tâm linh là như vậy. Và ở nơi đây mình chia sẻ một điều là biết làm giàu đời sống tinh thần của mình, cái mức độ cạn là làm giàu đời sống văn hóa Việt. Và tôi xin lặp lại là đời sống văn hóa của người Việt, nó có cái niềm tự hào rất là lớn. Nó trao cho cái thế hệ kế chúng ta, tức là thế hệ con em chúng ta rất là thành công trên đất nước này. Tôi đơn cử một cái điều rất là gần thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như mình có một cái quan niệm là đời sống của mình dù nó có cực, nó có cực nhọc, nhưng mà chắc chắn một điều là mình phải dành trọn vẹn cái điều kiện tốt lành để cho con mình học hành tới nơi tới chốn, có phải không ạ? Cho nên cái sĩ số con em của chúng ta thành công cấp đại học, trên đại học trên nước Mỹ là rất là nhiều. Và chỉ thế hệ thứ hai thôi là đã có nhiều người trẻ Việt Nam đi vào những lĩnh vực rất là cao trong xã hội Mỹ. Cái điều này thưa các vị ta không thể cãi chối được là nhờ cái nền tảng văn hóa Việt, cho nên cái thế hệ thứ hai của người Việt mới thành công trên đất nước này. Như vậy thì cái niềm tự hào của người Việt là văn hóa Việt. Mà chúng ta vô tình, ta không quan tâm, ta đánh mất, đó là cái điều đánh mất chính bản thân ta. Và tôi xin nhắc lại là khi mình đánh mất cái văn hóa Việt thì cái thế hệ thứ hai, thứ ba của mình chắc chắn là nó sẽ bất hạnh, nó không thể hạnh phúc được trên cái đất nước này. Nó hạnh phúc không phải là nó hội nhập vào hội Mỹ được mà hạnh phúc. Nó hạnh phúc là nó có cái bản chất rất là Việt của nó, và nó có thêm một cái phần thứ hai là cái bản chất có thể hội nhập vào thôn Mỹ nữa. Thì con người đó nó có hai chiếc rễ, giống như một loài cây có hai chiếc rễ, nó bám được vào lòng đất, cho nên nó sẽ sống rất là khỏe, rất là mạnh trên vùng đất này. Nếu như chúng ta không làm được cái điều là trao tặng cái gia tài văn hóa Việt cho con em mình để nó tự làm giàu đời sống tinh thần của nó, là ta thất bại. Có nghĩa là
nó sẽ bất hạnh khi đi vào thọ nghĩ là cái chắc không thể tránh được nào được, vì nó muốn là người Mỹ thì người Mỹ không chấp nhận, và nó lại chán cái người Việt Nam. Và khi mà mình vong bản, tức là mình mất gốc, mình đánh mất cuộc sống mình, thì chắc chắn là người bất hạnh thôi à. Cho nên cái điều chúng ta lưu ý là các vị hãy nhớ dành chút thì giờ chăm chút con cái của mình, chăm chút cháu chắt của mình, đừng để cái thế hệ kế thừa của mình bị mất gốc. Đó là cái điều đầu tiên làm giàu cuộc sống bên trong. Thưa, tôi muốn nói về vấn đề tu tập. Thưa đại chúng là nếu mình học giáo lý đạo Phật ở mức độ cạn, thì cái chiều đầu tiên của sự tu tập là mình làm được việc thế này. Đó là thay vì cái tâm ham muốn, tham đắm của mình nó đi về cái hướng rất là tiêu cực, thì bây giờ mình chuyển cái ý niệm tham đắm và ham muốn mình nó đi về hướng tích cực. Ban đầu ta chưa thể loại trừ được cái lòng ham muốn, tham đắm của mình, thì bây giờ ta chuyển hướng nó đi về hướng khác, điều đó ta có thể làm được. Làm cách nào? Thưa, ví dụ như mình đã là người từng chắc móc từng đồng, mình coi đồng tiền nó lớn còn hơn bánh xe nữa. Bây giờ thì cái quan trọng là mình vẫn coi đồng tiền nó quan trọng như thế, nhưng mình đổi chiều hướng, thay vì mình xài cho tự thân, thì mình hãy làm một cái công việc là dành một phần của đời sống chi tiêu cho tự thân, tặng cho những người nghèo khó, thiếu thốn, neo đơn, khổ sở, bất hạnh. Thưa, không cần nhiều lắm. Các vị thử nghĩ là 10 đồng của chúng ta bên này mua một cái vật rất là vô duyên, một cái vật mà nó không có cần thiết cho đời sống của mình lắm, thì ta có thể gửi 10 đồng này về cho những cái trường trẻ em mù, những cái trung tâm cùi của Việt Nam, hoặc là những cái nơi bảo lục thiên tai của Phi Châu, vân vân. Thưa, làm được điều này, điều thứ nhất, cái lợi là gì ạ? Cái lợi là mình mở lòng mình ra được một chút. Mình cho người kia nhận họ vui bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là lợi cho chính ta, nó có mặt thực sự khi ta phát tâm cho một người, giúp một người, đó là làm cho trái tim mình mở ra, cái lòng thương yêu mình có cái gì nó tuôn chảy ra. Và thưa, không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái hạnh phúc của cái lòng thương yêu mình được mở rộng cả. Ví dụ như cái hạnh phúc của đi mua sắm để xài phí đồng tiền mình, thì các vị đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà các vị thử làm một cái kinh nghiệm thứ hai là khi các vị gặp một cái hoàn cảnh cực kỳ khốn khó của một người nào đó, các vị giúp họ, họ vượt qua được cái cơn nghèo khó, các vị mới cảm thấy là cái hạnh phúc này, cái niềm vui này, nó rất là tinh tế và nó làm cho cái tâm hồn mình được nuôi dưỡng rất là nhiều. Không có cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui tặng hạnh phúc cho người hết á. Cái hạnh phúc mà mình đi vãng sinh là một loại hạnh phúc bị lệ thuộc, còn cái hạnh phúc mà mình ban tặng là một loại hạnh phúc của hoàng đế. Và thưa các vị, hạnh phúc nó chỉ đến với bàn tay trao tặng, chứ nó không phải đến với bàn tay vãng sinh. Các vị để ý này, cái gì mà mình xin thở thì cái đó nó đem đến. Cái điều thứ nhất là cái niềm tự ái cho chính mình, đó là tổn thương mình, phải không ạ? Và cái gì mình đem tặng thì nó làm cho lòng mình rất là thanh thản, nhẹ nhàng và phơi phới. Cho nên thay vì ta đi cái hướng tiêu cực là chỉ biết tiêu phí hoặc là bận tâm đến cuộc sống của chính mình, bây giờ ta hãy làm một việc ngược lại, là hãy bận tâm đến những cái điều kiện khó khăn của người xung quanh, và dành một ít cái chi phí đời sống mình để tặng cho những cái nơi chốn từ thiện xã hội, những cái công trình công ích phúc lợi của nhân gian. Điều đó là điều ta có thể làm được trong cái bước đầu của sự tu tập. Có một hôm Phật tử gọi điện cho tôi, nói thưa thầy, mấy cái CD của thầy con cho những người bạn cho họ phát tâm. Họ nói cái ông thầy này, ông nói nhiều cái nghe vui vui, tôi muốn gửi cúng dường ông thầy 200.
Cái con nói dạ thưa chị, thầy tôi không có xài tiền. Con nói trời ơi, tại sao mà nói cái kiểu kỳ cậu kia, con không biết là thầy rất là tham tiền à. Nói con nghĩ là thầy đâu có tham tiền, mà sao thầy nói kỳ, nó không, thầy nói thiệt, thầy rất là tham tiền. Và rồi cười tràn dài, quá ra là đệ tử nó hại tôi. Tôi chia sẻ một chút, và đây là cái câu chuyện rất vui tôi kể cho các vị nghe. Cái kỷ niệm lần đầu tiên của tôi đến nước Mỹ, năm đó là năm 2001, từ bên phi trường miền Đông Hoa Kỳ ghé ở phi trường Denver. Và vì buổi sáng ăn nó hơi thiếu, cho nên tới cái phi trường nó dừng lại đổi phi cơ về San Diego thì nó lại đói. Cái tôi kêu người bạn tôi nói, thầy à, mình tới mua mấy cái bánh mì. Cái thứ đó chỉ trong cái khóa tu ăn vung vãi, đâu có tốn một xu con nào. Nhưng mà bây giờ phải tới chỗ đó để mua thì mình hơi ngần ngại. Nhưng mà nó thôi không sao, chắc tiền gian bạc. Và ông thầy kia ông mua, ông đếm để mua mấy cái. Mình nói, ồ, tôi với thầy là hai, ba người nữa là năm. Mà mình mua cho hai anh em mình ăn thì có ra gì. Thôi mua cho đủ cho mỗi thầy một cái bánh mì. Rồi chiêu nó trở làm hai. Và lấy vơ, lấy muỗng, lấy đĩa văn văn. Xong nó lấy rồi cái nó tính tiền. Nó đưa cái giấy ra. Cái ông nói cái này mấy đồng này. Nó nói một đồng hai thôi. Cái móc túi đưa ra đồng hai nó không lấy. Mà hai ông thầy thì lại là cái dân lý tét ở nhà quê đâu có biết tiếng Mỹ. Nó nói thì nó nghe, mình không có nghe được. Nó lắc đầu nữa. Cái ông nói 12 đồng chứ đồng hai. Nó làm gì 12 đồng. Cái này đồng hai thôi. Thầy cứ tính một đồng bạn là 15 ngàn Việt Nam. Đâu phải bán tiền lấy 12 đồng còn gì tiền. Cái nói trải qua trải đều nơi. Móc ra giấy 20 đưa nó rõ ràng là nó thối lại. Nó thối lại nó lấy tới 13 đồng. Tại vì ngoài cái tiền bán sổng tiền thế gì nữa. Cái mình cầm bánh mì lên mình lầm bầm. Nó thầy à, 10 đồng ở đây là 150 ngàn. Mà 3 đồng nữa là gì chứ. Mình thấy gần 200 ngàn. Mấy cái bánh mì lèo xèo điểm cho chó ăn. Thì được tức. Biết giờ nó sao mà chuyện đó. Giờ đâu quỷ nó mắc gì mà xài tới mười mấy đồng cho nó tội vậy. Và lên phi cơ ngồi ăn mà cứ lùng bùng. Và thưa đại chúng là không phải tiền của tôi à. Tiền của thầy kia mà tôi cứ cằn nhằn miếng. Và chia sẻ điều này nó rất là vui. Nhưng để nói một điều thế này, chúng ta đều có một cái thói quen giống nhau là sống ở đất nước bên kia. Ta đã từng chịu đựng cái nghèo khó và cái khốn đốn của hoàn cảnh, cho nên đặt chân lên đất nước này, cái niềm ao ước của mọi người chúng ta là phải làm thế nào vượt thắng cái sự khó nghèo mà chúng ta đã từng gánh vác ở bên kia. Cái ấn tượng của sự nghèo khó nó đè rất là nặng trong tâm thức của chúng ta. Cho nên khi mà mình có điều kiện làm được tiền nhiều thì thưa các vị là cái ám ảnh của ngày xưa, cái ám ảnh của quê hương nó vẫn còn đè rất là nặng. Cho nên mình khó có cái điều kiện mà thực tập được cái việc là giúp đỡ ai nhiều lắm. Không biết các vị thì sao chứ tôi có kinh nghiệm như vậy. Mua cái bánh mì là mình tiếp lên tiếp xuống rồi. Và tôi thách đố tất cả những cái shop viên ở Mỹ này mà nó móc được tôi 50 bạc tôi lại. Nhất định là không đi chợ. Còn nếu có đi thì đi thật tay tôi áo đi vô chơi đi ra thôi. Và rõ ràng là tới bây giờ tôi thấy là tôi vẫn là người chưa xài tiền. Và thưa mình chia sẻ từ bản thân mình để cùng có một cái kinh nghiệm chung là thế này. Ta từng sống ở cái quê hương khó khăn, qua đây cái điều kiện nó tạo cho chúng ta cái công ăn việc làm và chúng ta có được một đời sống tương đối là ai cũng dư dả. Nhưng mà mình hãy biết là hãy dành một chút cái điều kiện tiện ích của chính mình đầu tư cho cái phước đức của mai hậu. Tại vì khi mình đang sống trong điều kiện tốt lành thế này mà mình giúp đỡ thì thưa các vị là cái phước của mình nó được nuôi dưỡng, nó trải dài về sau, là trong tương lai ta có sinh ra nơi bất cứ vùng đất nào ta cũng có được cái điều kiện tốt lành. Bằng không thì
cái tâm của mình càng ngày càng hẹp lại, cái sự ích kỷ mình càng ngày càng lớn, thì thưa các vị là không tránh được là trong những kiếp lai sinh chúng ta sẽ chìm xuống, tức chúng ta không thể vươn lên được. Đó là cái điều đầu tiên trong sự tu tập ta có thể làm được, nghĩa là bớt sống rồi sống ích kỷ một chút, thương người xung quanh một chút, giúp được cái điều gì cho người khác thì hãy giúp, mà đừng có tâm sân gì cả. Đó là cái điều đầu ta có thể thực tập được rất là dễ. Và cái mức độ giúp đỡ không phải đo bằng cái vật chất nhiều hết. Mức độ giúp đỡ của ta đo bằng trái tim của ta, đo bằng cái sự thương yêu của ta. Lòng mình mở rộng, mình giúp người ta một đồng, hai đồng gì vẫn quý hơn là lòng mình không mở rộng mà giúp được nhiều. Thưa, cái quan trọng là tâm thức chúng ta. Cho nên các vị hãy nhớ như vậy. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ về vấn đề tu tập ở mức độ cạn. Thưa, ở là quyển mấy thầy cười thôi. Mỗi lần mấy thầy nói mua cái này, tôi hỏi cái này bao nhiêu đồng, ra tôi tính sẵn trong đầu ra tiền Việt Nam. Và quý thầy nói là chắc ông phải sống ở đây chừng 15-20 năm, qua mai mới hết cái quán tính đó. Và thưa, rõ ràng là cái quán tính này nó thâm căn cố đế, cho nên cũng khó mà bỏ. Mỗi lần nghe nói cái này, cái bình bông này 30 đồng mà tôi tính cái bình bông 30 đồng gì chi là một tạ gạo Việt Nam. Cái bình bông nhỏ xíu để chơi một tạ gạo Việt Nam. Và mình cứ tính như thế, cho nên cuối cùng mình là người rất là tầm tiền, không biết xài tiền. Thưa, đó là điều thứ hai mình chia sẻ là hãy biết làm giàu để sống tinh thần. Và tôi ôn lại cho các vị lưu ý, mình làm giàu ở hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là mình nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng con cháu thế hệ tương lai của mình bằng cái văn hóa Việt, cái tâm hồn Việt. Cái thứ hai là thưa các vị là mình phải nuôi dưỡng mình làm giàu có đời sống bên trong mình bằng cái sự tu tập. Mà cái tu tập gần nhất là ta hãy quan tâm đến người xung quanh, bớt ích kỷ một chút, hãy biết sống vì người một chút. Và các vị sống được vì người mà nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc của các vị nó lớn bấy nhiêu. Mình chưa nói chuyện hàng xóm. Các vị trong đời sống gia đình, các vị thử nhìn tâm thức của các vị. Các vị thấy có khi mình ích kỷ với người thân mình á, ích kỷ với con mình, ích kỷ với chồng mình, ích kỷ với vợ mình. Và điều này, thưa, mỗi một người có một hoàn cảnh riêng. Và cái quan trọng ở đây là cái quan trọng không phải là tôi tặng cho các vị con cá, mà tôi tặng cho các vị cái cần câu, phải không? Các vị hãy biết quán chiếu, hãy biết nhìn những cái ý tưởng của mình nó khởi lên. Ví dụ như mình nói một lời như thế, mình hành động một cái việc như thế, mình thử nhìn coi là tâm thức gì nó nảy sinh cái hành động như vậy. Và từ cái tâm thức gì nó nói một lời vụng về khó ưa như vậy. Mình hãy nhìn thử lòng mình, nếu cái xuất phát của tâm thức mà vì giận, vì hờn, vì ích kỷ, vì nhỏ nhoi mà nó phát ra một lời, một cử chỉ như vậy, thì mình hãy kịp thời sám hối với chính mình. Đủ chưa ạ? Hứa là không làm điều này nữa. Nhưng mà sám hối chính mình nó chỉ có một nửa việc mà thôi. Mình lỡ vụng về gây cái tác hại tổn thương đến người bạn của mình thì mình hãy có cái kiên nhẫn, có cái gan dạ là xin lỗi người ta một cách rất là chân tình. Nó mới xóa được cái bất hạnh của đời sống gia đình. Chúng ta có biết một điều là có những cái lặt vặt rất là nhỏ của gia đình, nhưng mà nó chứa từng chút lại và nó trở thành cái sự đổ vỡ lớn. Và có khi mình rất là coi thường cái người bạn đời của mình. Tôi có biết là có những người Việt trên đất nước này rất là thành công. Ví dụ như các bà có những người rất là giỏi, rất là thành công. Và họ nghĩ rằng cái ông chồng của mình rất là dở, coi cái sự có mặt của ông rất là thường, và đôi khi ăn hiếp chút đỉnh. Mình nói chút đỉnh là nói nhẹ, chứ đúng là ăn hiếp nhiều chứ không phải chút đỉnh đâu, nhưng mà nói ít thôi.
Và thưa các vị, rồi một tình cờ rủi ro nó đến, cái ông nhà mình ổng lại bệnh, ổng chết trước mình. Khi ổng sống thì mình thấy nó dư, nó không cần thiết. Nhưng mà khi ổng ra đi rồi, mình mới thấy cái sự có mặt của ổng rất là cần thiết. Ổng không cần làm gì cả, ổng chỉ ngồi trong nhà đó thôi. Ổng đi vào đi ra, ổng tưới cái cây, ổng quét cái nhà, hoặc ổng làm cái việc lặt vặt ấy thế. Và cái sự có mặt của ổng nó làm cho cái gia đình vững ra, ổn định ra, ấm cúng ra. Nó là như vậy. Cho nên ta hãy biết nhìn tất cả cái hành xử của mình có cái gì vụng về. Điều thứ nhất là hứa với lòng đừng làm điều đó nữa. Điều thứ hai là hãy rất là chân tình xin lỗi. Mình xin lỗi người một câu, mình hạ thấp mình xuống đối với người kia, thiệt thòi không ạ? À? Thưa đâu có thiệt thòi. Khi mà tôi hạ thấp tôi trước mặt anh, tôi lễ độ với anh, điều đó nó tặng cho tự thân tôi một cái sự khiêm tốn. Nhưng mà đồng thời nó làm được một việc rất hay, là nó làm cho người kia cũng sẽ xuống thang tranh chấp, tự người kia cũng lễ độ khiêm tốn lại. Tôi ra đường tôi chào anh, chào anh một cách lịch sự, tôi mỉm cười với họ, chắc chắn là dù không muốn cười với tôi vì tôi là người lạ, nhưng họ vẫn phải lịch sự cười lại nhé. Cuộc đời là một tấm gương, thưa đại chúng, là ta nhăn răng ta là con kẻ, thì cuộc đời nó nhăn răng là con kẻ là với mình. Mình mỉm cười với cuộc đời, mình yêu thương cuộc đời, mình dâng hiến niềm vui cho cuộc đời, thì cuộc đời nó tặng lại niềm vui cho mình. Điều này rất là rõ. Và điều này trong phạm vi rất là hẹp, ta tu và ta hay tặng cái niềm vui cho người thân của mình trong gia đình. Lỡ xúc phạm nhau, tổn thương nhau, ta hãy biết hứa với lòng đừng làm điều đó lại. Và hãy biết chân thành xin lỗi để làm cho không khí trong gia đình nó yên, nó hài hòa, nó vui tươi, nó hạnh phúc lại. Đó là cái sự tu tập rất là cạn mà ta có thể làm được. Và tôi tặng cho các vị cái đầu câu có nghĩa là thế này: mỗi một vị, mỗi một người có đời sống gia đình khác nhau. Tôi không có khả năng gỡ nối tơ lòng mọi việc. Quý vị có những cái khó khăn của đời sống gia đình, có những cái bất an của tâm tư. Thưa, không có một ông thầy nào giỏi giúp các vị làm được cái công việc hòa giải và đem lại hạnh phúc cho đời sống các vị cả. Các vị phải tự mình làm thầy với chính mình. Và tự mình làm thầy có nghĩa là gì? Thưa, mình nói một lời, mình làm một việc, có một cử chỉ phục trạng, mình hãy thử nhìn coi nó xuất phát từ cái động cơ của tâm thức gì. Nếu nó xuất phát từ cái động cơ của ích kỷ, của cá nhân, của giận, của hờn, của buồn nản, của chán ghét, của ganh tị, của ghen tương vân vân, thì mình nhìn rõ nó và mình tự điều chỉnh lấy tâm thức của mình. Thì điều đó có nghĩa là tôi tặng cho các vị cái phương cách để các vị làm, chứ không hề giúp các vị trong mọi trường hợp được. Và ta tu tập ở mức độ khá hơn một chút, có nghĩa là mình khéo nhìn lại lòng mình từng phút một. Và thưa, mình nhìn được lòng mình và mình điều chỉnh được, có nghĩa là mình đã rất là giỏi trong việc tu hành. Chưa cần thành Phật thành Thánh, chỉ cần các vị làm một việc là nhìn được lòng các vị, biết cái ý niệm này nó khởi ra từ cái nguồn gì, từ cái nguồn giận, nguồn hờn, nguồn hồ nghi, nguồn hiểu lầm vân vân, thì ta điều chỉnh là tức khắc là các vị đem hạnh phúc về lại trong đời sống của các vị rồi. Đó là mức độ tu. Và thưa, ta chưa cần làm cái việc diệt trừ tất cả dục lậu của tâm thức, ta chỉ cần chuyển hướng của cái niềm đam mê, của cái tham đắm về một cái hướng tích cực, thì tức khắc là cuộc đời ta đã thông dong và hạnh phúc rồi. Đó là cái ý của hai câu là: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, là như vậy. Và tôi dành cho các vị 5 phút, các vị có hỏi gì, chúng ta hẹn lần học tới chúng ta sẽ giải quyết cái bài kinh Pháp Cú này. Không ai hỏi gì hả? Thôi tôi ôn lại mấy điều tôi nói nên tôi có gì quên. Tôi chia sẻ mấy điều. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta biết dừng lại.
dừng lại trong cái điều kiện vật chất mình đang có, dừng lại trong cái điều kiện hạnh phúc mình đang nắm trong tay. Và khi các vị dừng lại, không có nghĩa là các vị khước từ cái sự phát triển của chính mình, của gia đình mình. Ví dụ như ngày mai người ta cho mình thăng cấp, thăng lương, thế thì mình cũng rất là quan hỷ nhận, chứ không phải dừng lại nghĩa là loại hết, chứ có phải không? Dừng lại là biết bằng lòng cái điều kiện mình đang có. Và người bằng lòng với điều kiện mình đang có nghĩa là người đó lúc nào cũng hạnh phúc cả. Anh bước lên anh cũng hạnh phúc, rồi anh không bước lên được anh bước sụt luôn cũng hạnh phúc nữa, phải không? Cho nên cái điều kiện đầu tiên để làm cho cuộc sống mình giàu có phúc lạc có nghĩa là mình biết dừng lại ngay trên đời sống của chính mình, là đã là người có trí tuệ xứng đáng là đệ tử Đức Phật rồi. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Khi các vị rong ruổi tìm cầu thì thưa các vị tìm cầu cả đời vẫn không đầy. Và các vị còn cái tâm tham đắm thì cho dù đã tặng cho các vị, tặng cho các vị cả hành tinh này, các vị cũng chưa thỏa mãn nữa. Mà nếu các vị biết dừng lại thì thưa các vị ăn một chén cơm hẩm cũng ngon, ăn một bữa cơm thịnh soạn của hoàng gia cũng ngon. Và người ta mời lên cung trời đãi một bữa cơm thiên đình thì cũng ngon luôn. Nghĩa là bước tới cũng ngon, bước lui cũng ngon, dừng lại cũng ngon. Khi tâm ta biết dừng lại thì hạnh phúc liền có mặt. Còn nếu ta mà tham đắm đuổi bắt tìm cầu mơ ước mong muốn thì thưa chạy hoài càng chạy càng mỏi mệt và càng chạy càng bất hạnh. Đó là điều đầu tiên tôi nhắc để các vị lưu ý. Điều thứ hai thưa các vị là ta hãy biết làm giàu cho đời sống tinh thần của mình. Thưa, vật chất là cái phù du, chỉ có đời sống tinh thần, điều thứ nhất mức độ cạn là đời sống tinh thần mình giàu thì nó làm cho đời sống vật chất hạnh phúc, làm cho đời sống tình cảm của mình hạnh phúc. Nếu đời sống tinh thần, tức là đời sống tu tập mình không có mặt thì các vị sẽ làm đổ vỡ, băng hoại, bất hạnh cái đời sống vật chất và đời sống tình cảm của các vị. Dùng cho các vị có một cái tình cảm rất là đẹp của gia đình, các vị cũng không giữ gìn được, các vị cũng làm nó tan nát thôi. Cho nên cái làm được cho hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tình cảm là cái các vị biết làm giàu đời sống tinh thần của các vị. Và mức độ cạn làm giàu đời sống tinh thần nghĩa là mình truyền đạt cái chất văn hóa Việt, đạo đức Việt, ngôn ngữ Việt cho con em thế hệ sau, để nó có thể mang cuộc đời mình đi tới trong tương lai, nó mới có thể hạnh phúc được khi sống trên đất Mỹ. Bằng không thì nó sẽ rất là bất hạnh. Nó bất hạnh là tại vì nó không phải là người Mỹ, trong khi nó muốn nó trở thành Mỹ mà nó không thành Mỹ, người Mỹ không chấp nhận nó, và nó lại khước từ cái gốc Việt Nam đó. Cho nên nó đứng ở giữa đường, nó không biết phải đi về đâu, rõ ràng là rất là bất hạnh. Cho nên cái mức độ làm giàu cạn là hãy cố làm thế nào truyền đạt được văn hóa Việt cho con em chúng ta. Hiện tại 30 năm sống trên đất nước này, các vị đều đã là những người lớn tuổi, đều có cơ ngơi sự nghiệp, có công ăn việc làm vững vàng. Bây giờ cái điều còn lại là ta hãy biết dừng một chút xíu, bớt ham muốn, bớt chạy đua về vật chất, đua đòi với thiên hạ, dừng lại để chăm sóc con em thế hệ cháu chắt của chúng ta. Và thưa điều này rất là cần. Lỡ con mình mất thì bây giờ còn cháu, các vị hãy nhớ là chăm sóc đời sống tinh thần Việt cho các cháu. Và cái sâu hơn trong cái chuyện làm giàu đời sống tinh thần, thưa các vị là ta hãy làm giàu bằng sự tu tập. Tu tập cả, đó là mình bớt sống vị kỷ một chút, bớt ích kỷ một chút. Hãy biết thương yêu chăm sóc những người chung quanh, hãy biết mở rộng tấm lòng ra để cho cái sự thương yêu nó tràn ra ngoài. Lòng thương yêu càng lớn càng tung tràn thì hạnh phúc càng lớn đối với ta. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi cái gom về mình, mà hạnh phúc có nghĩa là một cái sự ban tặng, một cái sự dâng hiến thì nó đem đến hạnh phúc mà thôi. Và đó là cái điều ở mức độ biết làm giàu để sống tu tập ta có thể thực tập được. Và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập và hãy nhìn tâm thức mình từng
từ phút giây kiểm tra những cái sai lầm, những cái vụn vặt của mình để sửa chữa. Ai cũng thế, các bậc thánh cũng phải đi con đường giống như chúng ta thôi, tức là từng bước một thực tập, dần dần họ trở thành bậc thánh. Chúng ta cũng vậy, có thể tâm chúng ta chưa quen cái con đường tu, chúng ta còn đam mê, còn ham muốn, còn đủ thứ, nhưng mà ta hãy chuyển dần từ cái đam mê tiêu cực chỉ biết cho mình, ta hãy biết lái cái hướng đam mê tích cực hướng về người, vị tha một chút, thương yêu một chút, và dành dựng một ít vật chất hiến tặng cho người chung quanh, tạo cái niềm vui từ nhỏ tới lớn cho người. Đó là cái việc đầu tư cho chính mình, cái đời sống giàu có bây giờ và giàu có trong tương lai. Và chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng thánh đều